những hình ảnh vô cùng đẹp mắt trong buổi chiều ngày hôm nay tại quảng trường Quy Nhơn. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7 tại khu vực bãi biển và quảng trường Nghĩa Thành Quy Nhơn sẽ diễn ra liên hoan diều Quy Nhơn Bình Định năm 2023. Cụ thể, từ chiều 16 giờ đến 18 giờ 30 phút các ngày 21 và 22 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình thả diều nghệ thuật từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30. Tổ chức thả diều đèn biểu diễn liên hoan do Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp với Thành đoàn Quy Nhơn và câu lạc bộ diều Cathay Sky thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch của thành phố. Trong khuôn khổ liên hoan diều Quy Nhơn Bình Định năm 2023, vào các buổi sáng 21 và 22 tháng 7, các em thiếu niên nhi đồng sẽ được tham gia các lớp sáng tác diều tại hội trường trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn số 30 Nguyễn Huệ. Và những dòng người tấp nập trên đường Xuân Diệu đoạn quảng trường Quy Nhơn vào chiều hôm nay, mọi người dân thành phố cũng như là khách du lịch đang đứng chờ xem những tác phẩm diều, những con diều đủ kiểu màu sắc tung bay trên bãi biển Quy Nhơn. Đấy các bạn, những hình ảnh rất chi là thích thú của người dân thành phố Quy Nhơn và tất nhiên là có các em nhỏ nữa. Vâng, như hình ảnh rất sôi động từ quảng trường Quy Nhơn các bạn, chiều hôm nay, chiều ngày 21 tháng 7, tức là thứ sáu. Vâng, đây là liên hoan diều các bạn, liên hoan diều đang được diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại công viên bãi biển Xuân Diệu, quảng trường Quy Nhơn. Vâng. Ok, đây mình thấy một cái diều dài từ dưới đất lên tới trên trời luôn các bạn. Wow. Đông nghẹt các mọi người ở đây tham quan và xem lễ hội diều, liên hoan diều nha các bạn. 4 giờ rưỡi, 5 giờ kém rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn nắng gay gắt luôn. 5 giờ kém rồi, 5 giờ 10 rồi, nắng còn chang chang luôn. Vâng, ban tổ chức là thành phố Quy Nhơn và đoàn thanh niên tổ chức các bạn. Vâng, đi qua đây quay cận cảnh cho mọi người xem đây. Bự nè bạn.
con diều khổng lồ chuẩn bị lên nè bạn. Ở ngồi kia là cano kéo dù bay này, cũng giống như một con diều các bạn, rực rỡ sắc màu đấy. Khá là lâu rồi mới thấy bãi biển Quy Nhơn đông vui như thế này.